Nhà sư người Nepal có thể lơ lửng trên không khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc. Tại Nepal, từng có một nhà sư lỗi lạc sống ẩn dật trong một ngọn núi. Những người đã từng có cơ hội gặp ông đã nói rằng ông ấy có nhiều khả năng kỳ diệu. Nổi tiếng nhất là việc ông ấy có thể lơ lửng trên không trung chỉ với một tư thế ngồi yên khoanh chân và tập trung cao độ. Khả năng kỳ diệu này được mọi người truyền tay nhau đã khơi gậy sự quan tâm của một vị ảo thuật gia nổi tiếng thế giới. Để được tận mắt chứng kiến, vị ảo thuật gia này đã vượt qua một quãng đường dài để đến được Nepal và làm mọi cách để tìm kiếm được nơi ở của nhà sư huyền bí này. Nepal là một vùng đất huyền bí và được xem là trung tâm truyền thống của Phật giáo. Mặc dù trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ, nhưng Phật giáo cũng đã cắm sâu vào mảnh đất này. Đây còn là nơi lưu giữ nhiều điều bí ẩn nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người. Vì có nhiều kinh nghiệm về ảo thuật nên ông rất muốn biết liệu nhà sư kia có sử dụng mánh khóe gì để lừa mọi người hay đây thật sự là một bí thuật riêng của những nhà tu hành phương Đông. Trong chuyến đi của mình, vị ảo thuật gia này đã dùng khả năng ảo thuật của mình để làm quen và thuyết phục người dân Nepal chỉ cho anh nơi ẩn cư của nhà sư. Những người dân làng đã nói với anh rằng nhà sư này rất mạnh mẽ và khả năng phi thường của ông làm họ cảm thấy có chút sợ hãi. Theo hướng dẫn của họ, vị ảo thuật gia đã đến được ngôi chùa của nhà sư lỗi lạc này. Ấn tượng đầu tiên của anh khi đặt chân vào ngôi chùa này là rất nhiều ngọn nến được thắp sáng bên trong. Tuy ánh sáng khá yếu nhưng rất lung linh và huyền ảo. Anh cẩn thận nhìn xung quanh để tìm kiếm nhân vật bí ẩn mà mình muốn gặp. Sau một hồi quan sát, anh đã gặp được nhà sư lỗi lạc này ở một góc khuất của ngôi chùa. Tuy nhiên thực tế về ông lại khác xa những gì người dân địa phương miêu tả. Nhà sư với gương mặt hiền hòa, nụ cười nhân hậu này không có vẻ gì là đáng sợ. Vị ảo thuật gia lập tức chào hỏi, giới thiệu bản thân và nói với nhà sư lý do mình xuất hiện tại đây. Nhà sư khiêm tốn chấp nhận sự xuất hiện của anh và cảm ơn anh về chuyến hành trình dài mà anh đã cất công vất vả. Tuy nhiên, ông lại lắc đầu từ chối khi biết lý do mà anh đến đây và thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có sức mạnh kỳ diệu mà mọi người đã nói. Thậm chí từ chối nói cho anh biết tên vì ông cho rằng ông là ai không quá quan trọng. Câu trả lời này khiến vị ảo thuật gia sửng sốt. Anh nhận ra rằng nhà sư không có ý định thể hiện khả năng của mình. Liệu có mánh khóe nào ở đây khiến nhà sư này từ chối lời đề nghị của anh? Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, anh kiên quyết nói mọi người đã cho anh biết rằng ông có một kỹ năng thiền khá độc đáo và có thể làm những điều kỳ diệu thông qua thiền định. Sau khi yên lặng lắng nghe hết những lời vị ảo thuật gia nói, ông chỉ chậm rãi trả lời rằng thiền chỉ cho bản thân mình chứ không phải cho người khác. Có thể thấy từ trong giọng nói của ông toát lên sự bình yên và minh tuệ. Vị ảo thuật gia cố gắng thể hiện cho ông thấy một trò ảo thuật của mình. Sau đó anh đưa chiếc vòng cổ của mình cho nhà sư và tiếp tục thuyết phục. Hy vọng ông có thể thể hiện một số khả năng phi thường để mình mở mang tầm mắt. Tuy nhiên nhà sư đã nhẹ nhàng trả lời rằng tất cả giống như đại dương sâu thẳm, không thể đo lường, không thể hiểu hết được. Mặc dù đã 3 lần bị nhà sư từ chối, nhưng vị ảo thuật gia này vẫn không bỏ cuộc. Cả chặng đường dài vất vả không thể nào phí công vô ích. Anh cố gắng thể hiện tài năng của mình một lần nữa để thuyết phục nhà sư. Anh nhờ ông ấy nhìn vào ánh trăng trên trời. Sau đó anh đưa hai tay ra và đan các ngón tay mình lại với nhau để chặn tầm nhìn của nhà sư. Khi những ngón tay anh tiếp tục mở ra thì mặt trăng đã biến mất. Nhà sư mỉm cười và đánh giá cao màn trình diễn của vị ảo thuật gia này. Ông có lời khen rằng đây là một màn trình diễn rất hay và đặc sắc. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như không của ông đã cho thấy ông thực sự hiểu biết về các màn biểu diễn của anh. Ông không quá bất ngờ và tò mò. Có lẽ trong mắt nhà sư, những động tác này chỉ là những mánh khóe nhỏ. Với thái độ từ tốn, ông mời nhà ảo thuật gia này ngồi xuống và nói rằng màn ảo thuật của anh thực sự tuyệt vời, nhưng thiền không phải là một loại ma thuật. Một lần nữa, vị ảo thuật gia này khéo léo bày tỏ với ông về ý định của mình. Lần này, nhà sư nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu và sau một hồi cân nhắc, ông nói rằng vì anh đã phải trải qua một chặng đường dài mới có thể đến được đây và còn cho ông thấy được trí tuệ và sự kiên định của mình. Ông đã từ chối hơn 3 lần, nhưng anh vẫn cố gắng. Mặc dù không chắc những gì mình làm có giống với những mong muốn của anh hay không, nhưng ông sẵn sàng thử. Lúc này nhà sư ra hiệu cho anh tránh xa một chút, vì nếu ở quá gần có thể gây ảnh hưởng đến năng lượng của ông ấy. Sau đó ông đi đến một góc, ngồi kiết già và bắt đầu tụng kinh. Vị ảo thuật gia chăm chú theo dõi từng hành động của ông với một ánh mắt ngập tràn mong đợi. Anh nhờ các nhiếp ảnh gia quay phim và chụp lại hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
họ cũng không tìm ra bất kỳ một dụng cụ hỗ trợ nào xung quanh ông. Bỗng một lúc sau, nhà sư lỗi lạc bắt đầu bay lên, làm cho anh cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc dù anh là một nhà ảo thuật gia rất giỏi, nhưng cảnh tượng trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của anh. Tất cả những gì anh có thể thốt lên chỉ là hai tiếng tuyệt vời. Theo nhiều ghi chép, những nhà sư luyện tập thiền định lâu năm sẽ trở thành những bậc thầy cực giỏi về một chuyên môn nhất định. Họ sẽ thực hiện được hầu hết những động tác khó cũng như những tuyệt kỹ của bộ môn này. Những nhà sư này có thể chống lại định luật vạn vật hấp dẫn để bay lơ lửng mà không cần bất cứ một sự trợ giúp nào. Nhà sư lỗi lạc này sau khi lơ lửng trên không một lúc thì bắt đầu từ từ hạ xuống đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh chàng ảo thuật gia và những người có mặt tại đó, vị ảo thuật gia bước đến gần ông với lòng kính sợ và ngưỡng mộ. Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình tới ông và nói rằng khả năng tuyệt vời này đã truyền nguồn cảm hứng lớn cho mình. Anh cảm thấy mình đã học được một bài học quý giá trong chuyến đi lần này và những công sức mình bỏ ra đều xứng đáng. Nhà sư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói cảm ơn vì anh đã tìm đến ông và dặn anh hãy ghi nhớ một điều rằng hãy mở lòng và không ngừng học hỏi. Những lời đầy sâu sắc và trí tuệ này làm cho anh cảm thấy ngưỡng mộ và tôn trọng ông hơn. Vị ảo thuật gia này biết rằng đây thật sự là một kỹ năng tuyệt vời. Với sức mạnh tinh thần của mình, nhà sư này đã có một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, vượt qua những gì người thường có thể làm được. Hiện tượng nhà sư bồng bềnh trên không này cũng đã từng gây đau đầu cho các nhà khoa học. Một số nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng trên là kết quả các trường sinh học. Hiểu đơn giản, đó là dạng năng lượng tinh thần đặc biệt phát ra từ não người khi thiền định. Chỉ cần trường sinh học đủ lớn, con người có thể thắng được trọng lực và bay lơ lửng trên trời, gọi là trạng thái bán trọng lực. Có thể thấy, trạng thái lơ lửng của nhà sư này không phải là một trò ảo thuật mà là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.